Sao? Nè, ví dụ nha, con này chưa ghê đúng không? Không đu lên này. Không có đu được. Cái nhà này là không có đu nè, được. Con nào đây? Vậy. Cái này là gấu, gấu trong vệ sinh chân. Không phải cho nó thơm. Thơm gì? Mọi người ghê cho nó xem gì thôi. Thôi thôi, gần mụn cầu đây đi. Cái đó lẹ. À, con bơ mắt vệ sinh. Ôi, im nha, đừng có nói cho mấy con trai nha. Con bơ đi vệ sinh, đóng cửa lại cho nó. Chứ không, mấy con trai nó chạy qua nhà, nó quy chích mình chính không à. Chị ơi, mắt vệ sinh quá à. Trời ơi, chị Chi. Chị kia mới đi đi. À, nhìn được đi, con nghe mắt vệ sinh lắm. Hà đã quá, xong ai tới lượt con chị đi đó. Mở nắp vệ cầu đi. Chị đậu nó. Giới thiệu về ngôi nhà đi. Giới thiệu về nhà. Từ từ nha. Bắt đầu nha. Rồi bây giờ bắt đầu nha. Bắt đầu nha. Bắt đầu. Chưa. Xong chưa chưa? Đóng lại. Ngôi nhà này mang tên là nhà gì? Rồi ở phía trên này là gì nha? Rồi bắt đầu. 2 Đây đặt tên trên nhà này là giới thiệu. Cái đây là cái cửa. Rồi gì đó là. Rồi tiếp. 2 Động một cầu lại. Đây là cái chỗ dọn nước. Cái này là bóp đi dọn nước. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu ngôi nhà của mình nha. Ngôi nhà của mình là ngôi nhà dành cho những bạn nam. Ngôi nhà bên đây là dành cho những bạn nữ. Ngôi nhà mình cũng tương tự giống ngôi nhà bên này, nhưng mà có điều là không có sân thượng, không có mái che, cũng không có tivi. Trên sân thượng của mình nó chỉ có đồ ăn thôi. Đồ ăn là cá để dành cho cái con này nó lên.